Ở đây thì linh chi là linh chi tươi nên cái độ hút nước nó không bằng như linh chi khô. À, nếu như mà linh chi tươi thì mình đổ vào khoảng cái 5-10 phút thì mình canh nó để cho nó hút bớt cái lượng rượu đi rồi mình sẽ chêm thêm thôi. À, cũng không có nhiều, chứ còn linh chi khô thì mình phải để rất là lâu. À, có khi vài tiếng sau nó hút bớt cái nước à, rồi mình chêm rượu thêm. Còn ở đây thì nó hút khá là ít. À, mình có thể là mình trữ liền, đậy nắp liền. À, nãy giờ nó đâu có hút bao nhiêu đâu. Rồi chào cả nhà. Đây, hôm nay mình tiến hành thu hoạch linh chi ngâm rượu tại vườn. Nha, bạn hái đi. Không, ở đây mình cũng có nghe anh em nói hài một tí, đó là trồng nấm phải có tay, mà đúng thiệt mình trồng mình bỏ. Mình không có chi đậy, không có làm cái gì hết. Bình thường trồng nấm linh chi là phải che chắn lưới chống côn trùng chứ không là sâu. Nhưng còn ở đây thì mình trồng mình để dành ngâm rượu ít thôi. À, bây giờ mình tiến hành mình thu hái nha. Rồi, trong quá trình thu hái thì mình lựa những cái tay nào mà già tạo bào tử rồi mình hái trước nha. Còn ví dụ những cái tay này thì để ráng thêm cho nó hết đã. Đây, mình đi hái những cái tay này. Này anh em thấy nó tạo bào tử quá trời không? Bụi nó bay dính đầy hết. Đây, bào tử nè. Rồi khi mình hái xong thì mình phải cắt cái gốc đi cho sạch sẽ, cắt kiểm tra gốc cho sạch sẽ. Rồi mình sẽ sắp. Ở này tùy cái độ thẩm mỹ của anh em. Ở đây thì mình cứ xếp thoải mái thôi. Đây, những tay nấm linh chi như thế này nè, tạo bào tử, còn cái lớp bào tử rất là dày đây. Hái tại vườn luôn nha cả nhà. Cắt sạch sẽ luôn. Đấy, rồi xếp vô. À, có một số anh em xin lưu ý nha, nghĩ linh chi cái lớp này là lớp bụi nha. À, xong rồi đem rửa sạch sẽ là không có tốt nha. Cái lớp bụi đây là cái lớp bào tử. Nó là dược chất nó chứa ở trong này hết. Hái đúng là cái kết nhất là cái lúc mà đi hái nấm này đã. Tử. Ui. Hái ngâm tươi luôn. Tại vườn luôn. Rồi bên đây coi. Cái này mình lựa mình cứ hái dần, ngày nào mình cũng hái. Mỗi ngày mình hái mỗi ít. Đây đây cái này này. Cái này. Hơi ép nó. Rồi, cắt tiếp. Để nhiều quá nó dính vào tử tùm lum á. Anh em dầm rượu thì cố gắng đầu tư cái bình thủy tinh một tí nha, nó ngon. À, ngâm rượu mà bình nhựa nó không có tốt đâu. Trồng tiếp. Đây nè. Xuống đây không? Đã luôn nè. Ở đây có những cái nó rất là nhỏ để hai tay nè. À, lúc mà nó mới nhú mà đáng lẽ mình tỉ nó đi để một tay cho nó đẹp. Bự nó đẹp nhưng mà bây giờ mình không có cần vấn đề đó, mình chủ yếu là mình để ngâm rượu thôi. Có anh đây giờ anh mới lớn. hơi cài mấy cái tài rồi đã. Ơi nhìn nè. Nhìn hấp dẫn á. Quá trời. Đó cái tài đây. Tài này chưa nha, ráng thêm vài 2-3 bữa nữa thì nó ngon hơn, dày lớp bào tử hơn nhưng mà mình thấy nó đẹp quá. Hái. To như bàn tay à. Đây này. Đã. Quá sướng. Thê luôn mà, cái gì cho cái đi thu nấm là mê lắm. Đây, dầm tốt nhất là để 6 tháng sau á, là ở đâu. Wow, nhìn. Anh nằm gọn đẹp à. Đã. Ý, không quá.
ơi. Đây thì mình ngâm theo cái cách đơn giản nhất thôi, đó là mình chỉ hái linh chi tại vườn rồi bỏ vào xong rồi chế rượu vào là xong. Còn trong cái quá trình ngâm thì anh em bổ sung thêm những cái chất khác thì tự bổ sung nha. Còn ở mình thì mình chỉ ngâm cách đơn giản nhất thôi. Đó, thêm tay nữa, thêm tay chính giữa này, tay nhỏ nhỏ này được rồi. Rồi. Đó. Ôi trời nắng mấy con vi sầu nó kêu nhất cái tài luôn. Đây, cái... dính dính gì này. Rồi, xong, đó, mình xếp như thế này thôi. Rồi, giờ mình đổ rượu vào nha. Đây, đổ rượu nó. Rượu trữ bằng canh không? Rượu anh em ngâm rượu thì tốt nhất ngâm loại 1 nha. Mua loại 1 ngâm cho chất lượng. Khi đổ rượu thì anh em cố gắng đổ ngập linh chi, đừng có hở cái linh chi lên. Ở đây thì linh chi là linh chi tươi nên cái độ hút nước nó không bằng như linh chi khô. Nếu như mà linh chi tươi thì mình đổ vào khoảng cái 5-10 phút thì mình canh nó để cho nó hút bớt cái lượng rượu đi rồi mình sẽ chêm thêm thôi. Cũng không có nhiều, chứ còn linh chi khô thì mình phải để rất là lâu. Có khi vài tiếng sau nó hút bớt cái nước rồi mình chêm rượu thêm. Còn ở đây thì nó hút khá là ít, mình có thể là mình trữ liền, đậy nắp liền. Hồi nãy giờ nó đâu có hút bao nhiêu đâu. Đây, như vậy thì mình đã hoàn thành được một cái thẩu rượu nấm linh chi đơn giản nhất. Đối với nấm linh chi này thì nấm đã từng uống rất là nhiều. Nó không có đau đầu. Thật sự là mình uống từ ngày xưa tới giờ. Mê nó là vì uống sáng dậy nó rất là khỏe, nó không có đau đầu như các cái loại rượu khác. Nói chung rượu khác là mua cái tạp nham đấy. Chứ còn mình nói rượu khác thì nó có nhiều loại rồi còn tốt hơn nữa. Ok chưa? Hấp dẫn chưa? Đã chưa? Đây là cái bình này là 3,7 lít nha, bình nó nhỏ gọn, đẹp, vừa. Bình to quá thì nhiều lúc mình không có cái chỗ để. Nhìn ảnh mini anh tội, dễ thương. Rồi, xong, chêm nó thêm tí rượu nữa, một tí xíu nữa là được rồi. Cho để cho nó ngập cái linh chi luôn. Ít nữa thôi nha, đừng có đòi quá, nó tí nó trào lên đó. Rồi ok, được rồi đó. Xong đẩy nắp ra. Ra thành phẩm, đợi 6 tháng sau. Dạng sơ thôi, nhẹ thôi, khoan từ từ để cho nó xì bớt cái hơi đi. Chứ nếu mà bây giờ mình đậy kín lại một tí nó phồng lên tùm lum á. Rồi, sơ thôi, để khoảng cái 2 tiếng sau đi. Đây, số lượng như thế này thì anh em ha, ngâm đá đời trời đất luôn, bao phê luôn á. Rồi như vậy là đã hoàn thành cái thổ thứ hai, giờ mình sẽ đổ rượu vào. Có một lưu ý là anh em hay hỏi sao cái rượu nấm cái màu mình nó độc vậy, là vì nó có cái lớp bào tử nha. Khi mình đổ rượu vào thì cái màu nó sẽ độc hơn. Đấy, vì lúc mình hái tại vườn là anh em cũng thấy là bào tử còn rất là nguyên. Đây, đây là hai bình. Xong hai bình. Rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này. Anh em thấy cái tính thực tế nó cao thì hãy chia sẻ cái video này giúp nấm nha. Gà nước mát liền. Hai bình. Rồi ngày mai, ngày mốt gì đó mình sẽ để mấy cái nấm này nó tạo thêm bào tử là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cho nó già hơn.
Vì ở bên này anh em cũng thấy có một số nó còn non nè, nó còn cái viền trắng nè, cái lớp bào tử nó cũng chưa được dày lắm ha, mình ráng mà đợi thêm. Ở bên cái khúc bên này nhìn nấm nó bự ú á, đẹp hơn bên kia anh em, tròn to to không à, nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn đấy ở những cái video tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe nè.